cho con thành viên thương lòng về phúc lâm quê trời, để mai sau được cùng thân mong chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đấng hằng sống và những vị cùng Chúa, hiệp như quê Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Tôi là John, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hồng viên giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có đèn lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn và hoảng hoại vì sắp sinh con. Lại có điều khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương quyền, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngay của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương quy lực với dương quyền và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mọi người theo thứ tự của mình mở đường là Đức Kitô. Rồi khi Đức Kitô quan lâm thì đến được những kẻ buộc về đời. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi cung thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao nhân quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài của dân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Và sẽ cứu mang một người con trai. Nhưng mà
sau khi nói về cách, sau khi nghe sứ thần nói về cách mà Thiên Chúa thực hiện cái cuộc đời của mẹ, thì mẹ nói là gì? Vâng, tôi là tớ nữ của Thiên Chúa, nhưng nó đặt về phần của mình. Còn Đức Maria không chỉ nghĩ đến mình, còn nghĩ đến người khác. Bà Elizabeth, một người chị họ từ xưa đến giờ vẫn mang tiếng, tên cô cũng là người đọc cũng có. Và thời của Đức Maria, tất cả những người nam cũng như người nữ tới cửa đất của Chúa Thượng Thần thôi là phải lập gia đình để làm gì? Để may ra cưu mang đến cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa suốt 800 năm trước thời ngôn sứ Elia. Rồi Elise, rồi sau này biết bao nhiêu ngôn sứ khác đều đang bảo rằng là Thiên Chúa hứa sẽ có một đấng cứu dân đó khỏi nô lệ. Nhưng mà người ta đâu có biết là nô lệ phải tội đâu, người ta chỉ nghĩ rằng nô lệ là nô lệ ở đây, nô lệ bởi á Roma thôi, nhưng mà không. Cho nên cái vì thế bà Elizabeth không tin con thì người ta bảo rằng đó là bị chút dữ, nên là được mang, được mang tiếng là mang tiếng son sẻ như vậy. Thì nay được mang thai thì mất đi cái tên chút dữ đó, mà trở thành một con người gọi là có ơn nghĩa với Thiên Chúa, nên Đức Maria đi chia sẻ cái niềm vui đó. Vâng, tôi có một vị linh mục khác lớn hơn tôi khá khá, cũng khoảng chừng 5-7 tuổi gì đó. Ngài nói với tôi thế này nè, nè tôi nói cho cô biết nha. 15 tháng 8 năm 1981, sau khi tới cửa dân lễ xuống á, thì có một ông khoảng 50-60 tuổi rồi đến nói với cha: hôm nay tôi cảm thấy rất xúc động với bài giảng của cha, hơn nữa cha còn mặc cái áo dài nữa, áo dài là cái áo gọi là niềm vui. Nó đúng rồi, thì hôm nay là ngày mùng 6 lên trời mà là niềm vui của giáo hội mà. Vâng, nhưng mà cái đó không cần thiết, không quan trọng. Bây giờ có một điều quan trọng này, cha cho con đó, địa chỉ của Roma đi. Nó cũng xin gì ạ? Con xin để con viết thư của con, con đòi mẹ con. Tại vì khi mẹ con không còn đến trần gian nữa, con thấy như hết rồi. Mẹ con đặc biệt lắm. Và bây giờ cũng thế. Hôm nay á, cha dặn về Đức Mẹ, Đức Maria hồng sắc lên trời, cha không nói về Đức Mẹ chết, mà cha lại nói về Đức Mẹ về trời, hay Đức Mẹ được sinh ra trên trời, hay là Đức Mẹ ngủ, vân vân, không nói nhắc đến cái chết. Thì con cũng muốn mẹ con không được nhắc đến cái chết cho mẹ con kìa. Mẹ con là sống của con mà. Vâng, đúng thế. Mẹ mình là lẽ sống của mình. Nhưng mà bây giờ, ngay khi mà còn mẹ mình có giá gọi là dùng khả năng có được của mình để gọi là hiếu thảo với mẹ không? Cũng thế. Đức không lòng thì Đức Mẹ ngủ hay là Đức Mẹ gọi là Đức Mẹ, Đức tôi dùng Mẹ chết đi vào khoảng năm này gần 70-80 tuổi rồi đó. Mà hôm đó thì Thánh Thomas cũng không có nhà, cũng là Thánh Thomas nữa. Ngài được liên quan báo tin mừng nó cũng lầm từ bên Ấn Độ một vài. Khi nghe tin là Đức Mẹ cũng nặng thì bỏ về. Về đến nhà thì chung là cũng mấy ngày rồi, chung rồi, lâu lâu rồi. Ông bảo khóc, tôi không nhìn thấy mặt mẹ tôi lần nữa cũng không được, phải làm cho tôi nhìn thấy. Các tông đồ khác không biết cách nào được, bắt buộc phải đưa ra ngoài mộ. Rồi tất cả mọi người xuống vô lăng tảng đá. Nhưng mà khi lăng tảng đá rồi thì đi vào không thấy gì hết. Không có một dấu tích gì của một con người nào nằm ở đó cả. Vậy mẹ đi đâu? Và ngay từ thời đó, người ta đã tìm cách này cách khác để nói về Đức Mẹ về trời cả một ngưỡng sát, nhưng mà chưa có tương tính. Mà đến lúc tôi không lầm á, thì là ngày 1 tháng 11 1950, Đức Pio 12 mới tuyên tức rằng Đức Maria hồng sắc lên trời, tất cả mọi người chúng ta phải tin. Vâng, đấy là một người mẹ. Mà một người mẹ là một người mẹ tuyệt vời nhất, không chỉ của Chúa Giêsu mà là của tất cả mọi người chúng ta. Giữa cổ đó, thường ngay trong Kinh Thánh mở đầu là Kinh Thánh thôi, khi Chúa tạo dựng nên con người thì Kinh Thánh đã nói tới rồi: ta đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi nó, dòng dõi nó sẽ đặt nát đầu ngươi và ngươi sẽ rình cắn con cưng nó. Vâng, Đức Maria đã xuất hiện ngay từ thời đó, lần chứ không phải sau
bảo vệ cho mọi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải làm gì đấy? Nếu chúng ta chỉ nói bằng cái bằng á, cái tiếng nói không thôi thì chưa đủ, mà chúng ta còn phải sống. Cách sống của mẹ Maria chọn cái người chúng ta vừa nghe, ngày vừa được Chúa thần ban cho và ngày nhớ đến ngay người chị họ nghèo khó của mình và lấy Elizabeth. Như vậy mẹ đang sống với người khác, sống cho người khác và sống cùng người khác. Nhưng đó khi mà đi hết bước thấp bước cao đi lên miệng núi cực thiệt đấy, nhưng mà đang có niềm vui trong lòng không biết gì hết. Chẳng bao lâu sau khi mẹ phải ẵm con mình một đứa nhỏ mới sinh được vài ngày thôi trốn một con ngựa, lúc đó thì sao? Bước chân đó là tôi nghĩ nặng nề lắm, trốn tránh đó cái tay mà con người sẽ giáng xuống. Vâng, nhưng mà đó chưa phải là cái cuối cùng, còn tiếp tục nữa trong cuộc đời của mẹ, đặc biệt là khi mà Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng một cách công khai, mẹ cũng đi xa xa để mà đón nghe, và không chỉ đón nghe còn hỗ trợ cho con mình. Khi mà trong tiệc cưới Cana cũng vậy, mẹ đến kết bên và nói: mẹ con, họ hết đủ rồi. Nếu chúng ta là một người mẹ mà để nghe được con nó bảo rằng: mẹ ơi, con với mẹ có làm ăn vui gì đâu, mẹ cũng là đặt, con cũng là đặt, đâu liên quan tới họ. Tuy thế đấy, chúng ta làm gì? Đức Maria cũng tin tưởng vào người lòng, cái lòng yêu thương của Thiên Chúa, đó là con của mình vẫn là Thiên Chúa để nói với những người khác. Họ có gì anh em cứ việc làm theo. Chưa hết, mẹ còn đặt dấu chân của mình trùng khớp dấu chân của Chúa Giêsu khi Ngài lên trên núi, trên đồi của Thánh Phúc An, trên núi Thánh Vê. Để ơi, mẹ làm gì? Nhìn những giọt máu của con mình nhỏ xuống đất, kéo dài thì kỳ và nước lên đầu. Nhưng mà đó cũng chưa phải là gần còn xa xa. Cái quan trọng nhất và cái giây phút quan trọng nhất đó là Chúa Giêsu lên thập giá. Mẹ không đứng xa nữa, mẹ đứng sát lên thập giá cùng với ai, cùng với Gioan mà những người trong tin mừng mà rất rõ. Mẹ đã cảm thông cái nỗi đau của con mình, cảm thông cái nỗi cô đơn của con mình khi mà Chúa Giêsu bảo lấy ra cái bỏ con sao. Nỗi cô đơn như vậy đấy, mẹ đã cảm thông cái nỗi cô đơn của con mình. Thế còn chúng ta, chúng ta thì sao? Trong cuộc đời này không phải là ít, biết bao nhiêu lần chúng ta cũng cách này cách khác, chúng ta cũng có những người con và chúng ta cũng có những người mẹ cần gia. Nhưng mà đặc biệt chúng ta nhìn vào một gương của mẹ Maria, chúng ta thấy quá rõ đời sống của mỗi người chúng ta mà Thiên Chúa muốn là cũng phải gặp khuôn mẫu và khuôn mẫu của mẹ Maria, là sống cùng sống với và sống cho người khác. Để qua sống cùng sống với sống cho đó, chúng ta biết quảng đại và trở nên dấu chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu như mẹ Maria trong thời của mẹ. Và ngày hôm nay mỗi người chúng ta phải là một dấu chứng đó, hay nói cách khác, mỗi người chúng ta phải là một Chúa Giêsu khác, sống với tình yêu của mẹ Maria để làm chứng. Nhưng thưa quý ông bà và chị em, để làm chứng như thế, chúng ta cũng phải đặc biệt nhất là bằng chứng mẹ Maria là luôn luôn tin. Cái lòng tin của mỗi người chúng ta mới là điều giúp chúng ta sống được như mẹ Maria đó. Ngay cả những lúc mà gọi là quan trọng nhất, những lúc gọi là không còn gì bám chứng được nữa, mẹ cũng tin rằng đó là con Thiên Chúa. Để rồi khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài đâu có cần đến mẹ Maria đâu, đến một người khác, Maria Magdala kìa. Tại vì Ngài luôn luôn tin rằng Chúa Giêsu là Đức Giêsu con đã là Chúa và là con Thiên Chúa, và sẽ sống lại. Cái tin rồi thì Chúa Giêsu đâu còn đến nữa. Cho nên chính cái lòng tin của mỗi người chúng ta cũng sẽ góp phần vào cái điều rất quan trọng và làm cho mọi người chúng ta trở nên dấu chứng đó. Ước gì mỗi ngày chúng ta cũng biết dùng lòng tin của mình mà sống cái lòng tin đó trong cuộc đời để đem lại hạnh phúc cho nhau, và đặc biệt là cho mọi người chúng ta trở nên dấu chứng của tình yêu của Chúa Kitô, cùng với lòng tin vào Chúa, cùng với lòng tin vào đời sống của mẹ Maria. Xin mời tổng đoàn chúng lên trên sân khấu. Tôi tin Chúa là Cha.